Tổng hợp những video hay nhất ăn theo yêu cầu Icon phần 6. Cái gì mà nhiều món vậy, thôi chọn 5 món ngẫu nhiên luôn nha. Ok luôn nha. Nấu mì thôi. Trong thời gian đợi mì, mình sẽ ngủ một giấc nha mọi người. Cái vị của nó mình thấy giống sô cô la lắm á. Cái gì mà nhiều món vậy, thôi chọn ngủ như 5 món luôn nha. Ok luôn nha. Nấu cơm thôi. Trong khi đợi cơm mình sẽ ngủ một giấc nha mọi người. Cơm á, chứ làm từ gạo, mình ăn giống như ăn cơm. Mình uống gần nửa ly rồi mọi người, và mình chợt nhận ra là mình chưa bấm quay. Ngon xuất sắc. Cái gì mà nhiều món vậy, thôi chọn ngủ như 5 món luôn nha. Ok luôn nha. Trứng chiên mà mọi người ơi, mẹ em nó nhịn đói rồi mà mọi người nha. Vị nó giống trứng ốp lam á. Há cảo mà mọi người. Xoài mà mọi người. Để mình quọ nhé. Rồi. Rồi. Chanh, như mọi người cũng đã biết là mình là chuyên về ăn chanh. Mấy trái này nhầm nhò với mình. Chuyện nhỏ, ăn chanh mà nhăn mặt hả? Dở. Trái này không nhăn mặt đâu, hứa luôn. Cái gì mà nhiều món vậy, thôi chọn ngủ như 5 món luôn nha. Ok luôn nha. Do là bữa giờ mình ăn đồ ăn cũng nhiều rồi, bây giờ mình ăn rau thì nha. Mình ăn trái cây nha. Và mình sẽ ăn thêm hai món ngủ nhiên nữa nha mọi người. Get go. Cam mọi người. Cam chua dưới trời. Thơm mọi người. Xoài mà mọi người. Cà chua mọi người. Dưa leo. Mọi người. Ủa chôm chôm có hột hả ta? Giải mọi người. Dạ có hột luôn nè mọi người. Cái gì mà nhiều món vậy, thôi chọn 5 món nhiều luôn nha. Ok luôn nha. Bánh kẹp mọi người. Ngon dữ trời. Ủa rồi bánh kẹp đâu rồi? Bánh mì nè, nó được làm từ bánh mì á, ăn giống như ăn bánh mì á. Cái gì mà nhiều món quá vậy, thôi chọn ngủ như 5 món luôn nha. Ok luôn nha. Đùi gà chiên nước mắm. Trời đất ơi, cái đùi gà nó còn bự hơn cái mặt của mình nữa mọi người. Không thấy cái mặt của mình đâu luôn, thấy không? Mời mọi người nha.
Tỏi rồi. Làm bắp gan bơ thôi. Bắp. Trong thời gian đợi bắp á, mình sẽ ca cho mọi người nghe một bài nha. Đây là bộ bỉa. Đây, các bạn thấy không? Đó. Mọi người coi nha. Đây, thấy không? Giòn lắm mọi người. Giòn lắm. Cái gì mà nhiều món quá vậy? Thôi chọn ngủ như 5 món luôn nha. Ok luôn nha. À. Ơi. Hành mà mọi người. Đây là thịt. Đây để mình cho mọi người nhìn kỹ nha. Thấy chưa? Đó. Đây là bánh trứng. Nè mọi người thấy không? Đó. Bánh trứng nhìn đúng ngon mọi người thấy chưa? Rồi. Tỏi. Tỏi mọi người, mình mới vừa lột xong, ăn xong chắc không dám nói chuyện ai luôn quá. Anh ăn mì tôm chả sữa sô cô la cơm ok luôn nha. Mì mà mọi người. Tôm. Mình kể mọi người nghe câu chuyện hơi bị vui luôn á. Mình đang định uống trà đào nè, mình nhìn lên icon thấy icon là trà sữa. Không vui hả? Mọi người thấy đẹp không? Mình dành cái 1 tiếng để mình thiết kế á. Hơi bị đẹp. Rong biển mọi người. Sô-cô-la mọi người. Cái gì mà nhiều món quá vậy? Thôi chọn món như 5 món luôn nha. Ok luôn nha. Cam. Thơm. Ổi. Xoài. Cà chua.